Xin chào tất cả các audiophile yêu âm nhạc. Hôm nay Hải Sơn sẽ thay mặt Thiên Hào Audio giới thiệu đến cho tất cả quý vị các bạn một cái chương trình khuyến mại ở phân khúc cao cấp. Đó chính là khi các audiophile mua cái loa Bauer & Winkin 804D3 sẽ được Thiên Hào Audio tặng chiếc âm ly này. Đó là chiếc âm ly Prima Luna Evolution Evo 300 trị giá khoảng 94 triệu. Xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về những thiết bị ở trong bộ dàn này. Mình sẽ đến với cái loa trước. Đây là loa 804D3. Nó có một cái mức giá tham khảo là khoảng 249 triệu. Và như mình đã nói thì sẽ được tặng cái chiếc âm ly Evo 300. Đây là đôi loa, có thể nói là đây là đôi loa cột nhỏ nhất ở trong cái dòng 800 series. Thì chúng ta, như chúng ta vẫn thường biết là hãng Bauer & Winkin thì họ phân ra là dòng 600 là dòng phổ thông cơ bản nhất. Sau đó đến dòng tầm trung cao cấp là 700 series và dòng cao cấp high-end là dòng 800 series. Thì đến nay cái đuôi mã D3 tức là nó trải qua đến cái thế hệ thứ 3. Còn D ở đây tức là viết tắt của từ Diamond, tức là họ sử dụng cái loa Twitter với cái vật liệu làm bằng kim cương nhân tạo. Thì cái hình dáng đặc trưng của cái dòng 800 cũng là một cái đặc điểm rất là thu hút khi tất cả mọi người nói đến cái dòng loa này. Đó là những cái đường cong và đặc biệt là có cái module tép được tách rời. Và cái dòng 800 này cũng là một cái dòng rất nổi tiếng ở trên YouTube. Tức là đây là một cái dòng bán rất chạy, có rất nhiều thông tin, có rất nhiều các clip phối ghép ở trên YouTube để cho chúng ta có thể tìm hiểu và trải nghiệm các cái sự phối ghép khác nhau của các audiophile nước ngoài. Ở Anh Quốc, họ có một cái nhà máy rất là lớn chuyên sản xuất cho cái dòng 800 series này. Và đấy là một cái nhà máy rất là hiện đại với rất là nhiều máy móc để họ có thể gia công được một cái loa có thể đạt đến mức độ này. Tại vì đây là một trong cái dòng loa cao cấp mà bán rất chạy trên thế giới. Chính vì vậy là để đạt được một cái số lượng đáp ứng cho các audiophile muốn cái dòng loa này cũng như đạt được cái chất lượng đồng nhất, thì họ phải sử dụng những cái máy móc rất là hiện đại để có thể sản xuất một cái cách mà hoàn chỉnh nhất với có một cái độ chính xác rất là cao. Tất cả các cái phần là ván gỗ và tất cả cái phần bằng nhôm này đều được máy móc làm rất là chuẩn, rất là xịn, sắc nét đến từng chi tiết. Những cái lớp sơn này cũng không phải là con người sơn, mà là sử dụng cái phần cánh tay robot để sơn, để có được một cái áp lực sơn là đồng nhất. Và phải sơn rất là nhiều lần, rất là nhiều lớp. Thì đây là một cái nước sơn là sơn bóng piano màu đen cực kỳ sang trọng. Và cái nước sơn này rất là dày. Đấy, ngay cả cái quá trình sơn cũng là máy móc làm rất là hiện đại. Tất cả các chi tiết đều là máy làm hết cả củ loa, làm rất là chuẩn. Cho đến cái phần con người làm là con người sẽ đặt những cái thành phần đã được sản xuất hoàn chỉnh và sử dụng máy móc hỗ trợ để có thể lắp ráp một cách chính xác nhất và được kiểm tra lại kỹ càng bằng máy móc bởi những cái chuyên gia giàu kinh nghiệm để đạt được cái hiệu quả âm thanh là đồng nhất, để đôi loa nào cũng chuẩn như đôi loa nào. Thì đấy là một cái tiêu chuẩn của cái dòng loa high-end này. Nó sử dụng là tổng cộng đây là một cái thiết kế là 3 đường tiếng. Với đi từ phía trên là đây chúng ta sẽ có được một cái màng loa tweeter được làm bằng vật liệu là kim cương nhân tạo, có đường kính là 25mm và rất là đẹp, được đặt ở trong một cái khoang riêng hình giọt nước. Vì cái loa tép nó rất là nhạy cảm với rung động, cho nên để đạt được hiệu quả trình diễn tốt nhất thì họ quyết định là họ sẽ đúc một cái phần là nhôm khối như thế này, được vuốt dài phía đằng sau và đặt cái module tép ở trên đỉnh, trông nó rất là đẹp, hình giọt nước. Dịch chuyển xuống phía dưới thì như các bạn thấy là cái thùng loa nó được làm là cong ở phía đằng sau. Cái hình dáng này thì sẽ triệt tiêu những cái sóng đứng, như rất nhiều hãng khác cũng áp dụng cái kiểu như vậy. Tiếp tục đến ngay phía dưới là chúng ta sẽ có cái màng loa. Đây là dùng cái vật liệu là continuum. Như các bác đã biết thì hãng Bauer & Winkin nổi tiếng với cái màng loa Kevlar, thì nó có màu vàng. Thì đến nay thì Bauer & Winkin họ đã chế tạo ra cái màng vật liệu mới để thay thế hoàn toàn cho cái Kevlar, đó là vật liệu là continuum. Thì họ mất khoảng tầm 7 năm để nghiên cứu để chế tạo ra cái màng loa này. Và từ nay cho đến về sau, theo mình nghĩ là kể cả có đến cái đời D4 chẳng hạn, họ sẽ vẫn tiếp tục dùng cái màng continuum này. Và màng continuum này cho cái trung âm và tất cả cái tiếng nhạc cụ nó rất là chi tiết, nó có một cái độ bóc tách rất là tốt mà vẫn nghe rất là truyền cảm. Tiếp tục tiến xuống phía dưới, chúng ta sẽ đến với cái phần loa trầm. Loa trầm ở đây sử dụng cái vật liệu dệt mình trông rất là giống với cái kiểu gọi là màng carbon. Họ nói cái cách họ làm là aerofoil, tức là cái thiết kế hình dáng nó giống cái cánh máy bay.
Cái này là ở phía trên là mình không nhìn thấy được, nhưng mà nếu mà nhìn một cái mặt cắt ngang thì sẽ thấy là nó làm là cái phần dày này rồi mỏng, dày rồi mỏng, nó uốn lượn để tạo ra được một cái màng loa làm sao vừa nhẹ để có thể dịch chuyển được nhanh tức thì với những cái tín hiệu âm trầm mà vừa đạt được cái độ cứng chắc. Đấy là cái cách thiết kế của họ. Đấy là một cái cách thiết kế rất là hay. Tiếp tục xuống phía dưới cái lỗ thông hơi này, nó đặt ở phía trước. Bây giờ mọi người nhìn cái phần, những cái phần họa tiết này mọi người nghĩ tới cái gì không? Bây giờ Sơn sẽ nói luôn là nó giống hình quả bóng gôn. Đấy. Và theo như hãng là làm như thế này để giảm bớt đi cái tiếng ồn của cái luồng gió khi nó dịch chuyển từ bên trong ra bên ngoài. Thiết kế rất là hay, rất là thông minh. Ở đằng sau thì phần cọc loa rất là xịn. Cái loa này thì nó sẽ cung cấp theo cho mình là hai dạng chân, một là dạng chân dạng nấm và một dạng là dạng chân đinh để cắm thẳng xuống thảm, sử dụng là sàn sàn kiểu dạng bê tông. Còn nếu chúng ta đặt sàn gỗ thì có dùng dạng là chân dạng nấm để kê. Đôi loa này nó là một cái đôi loa yêu cầu cái công suất âm ly dao động từ 50W cho đến 200W công suất thực, đấy là dành cho âm ly bán dẫn. Và nó có một cái độ nhạy là 89 decibel, trở kháng 8 ohm. Nó thực sự không phải đôi loa quá là dễ kéo đâu. Dòng 800 series này chúng ta cần phải cho nó những cái âm ly chất lượng. Nếu như ghép với âm ly đèn, mình khuyến cáo là nên sử dụng âm ly đèn có mức công suất khá khá một chút, khoảng vài chục watt trở lên. Thì ở đây là Thiên Hà Audio sẽ tặng cho quý vị và các bạn khi mua cái đôi loa Bowers & Wilkins 804D3, một cái chiếc âm ly đèn Primaluna Evolution Evo 300. Nói một chút về cái dòng âm ly này. Đây là một hãng có xuất xứ là đầu tiên là từ Hà Lan, và sau đó thì họ chuyển cái trụ sở là tại Mỹ, primalunausa.com, đấy là trang web của hãng. Thì cái dòng Evo 300 là một cái dòng âm ly đèn có thể gọi là cao cấp, nó chỉ đứng ngay sau cái đàn anh của nó là Evo 400 thôi. Và cái dòng 300 này nó có một cái mức công suất khá lớn là 42W nhân 2 ở trở kháng 8 ohm. Và nó rất là hay, nó thiết kế hai cái thể loại mạch, nó thiết kế cái dạng khuếch đại, nó có một cái phần là triode. Lúc này công suất của nó sẽ chỉ còn 24W nhưng mà tiếng nó sẽ tinh tế, nó lùi phía sau một chút, nó nhẹ nhàng. Còn mình đang để chế độ là ultralinear, siêu tuyến tính, là nó là đạt là 42W ở trở kháng 8 ohm. Thì cái chế độ siêu tuyến tính này nó sẽ cho âm thanh nghe căng hơn, mạnh hơn. Còn về độ tinh tế chi tiết, nhẹ nhàng, sâu lắng thì lại cái chế độ mà nó yếu hơn ấy, tức là 24W là chế độ triode. Thì ở đây mình thấy cái đôi loa này nó cũng không phải là một cái dạng đôi loa quá là dễ kéo, và khi trở kháng thấp nhất của nó có thể xuống tới mức 3 ohm, cho nên là mình đang để chế độ hoạt động là ultralinear, và chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi bằng cái điều khiển bằng một cái nút bấm này thôi. Đấy, cái đèn màu xanh này thì là triode, còn bấm cái sang màu đỏ thì là ultralinear để nó có cái lực đánh nó mạnh hơn. Cái chiếc âm ly đèn này nó sử dụng cái mạch là mạch đẩy kéo push pull. Nó sử dụng là bốn cái bóng công suất chính ở đây, là cái bóng lớn hơn này, là bóng L34 và một dàn bóng 12 AU7, sử dụng là tổng cộng 6 bóng cho phần đầu vào và bóng lái. Có một cái đặc điểm là cái âm ly này nó có công nghệ là Adaptive Auto Bias, tức là chúng ta sẽ không cần phải lo căn chỉnh bóng đèn, nó tự hiệu chỉnh xuyên suốt trong thời gian làm việc. Và chúng ta có thể thay những cái bóng đèn khác nhau, có thể lên tới khoảng 12 loại bóng khác nhau. Nó tương thích được với 12 loại bóng khác nhau để chúng ta thay vào để có thể trải nghiệm âm thanh cho nó ngọt ngào hơn hoặc là căng. Hoặc là muốn nâng công suất lên là chúng ta thay cái bóng. Ví dụ nếu các bạn thay cái bóng KT120 hoặc là KT150 vào thì lúc này công suất của nó có thể tăng lên gấp đôi, tới khoảng tầm 80W cho trở kháng 8 ohm. Đấy, đấy, tức là mình chơi âm ly đèn nó thú vị ở cái điểm đấy. Và ngoài ra tất cả cái phần biến áp xuất âm, biến áp nguồn của hãng này thì đều có chất lượng tốt. Và kể cả những cái tụ bên trong, những cái dây dẫn bên trong cũng là dây của Thụy Sĩ, tức là linh kiện của hãng này tuyển chọn rất là ổn luôn. Đây là một sự lựa chọn rất tốt cho phần âm ly bóng đèn để điều trị những cái loa tương đối là khó kéo. Thì mình nhắc lại cái phần chương trình khuyến mại này, đó là mua loa Bowers Wilkins 804D3 trị giá là khoảng 249 triệu thì sẽ được Thiên Hà Audio tặng chiếc âm ly Primaluna Evolution Evo 300. Và cái chiếc âm ly này nó cũng rất là đắt, nó khoảng tầm 94 triệu rồi. Thì bây giờ xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng ngồi ra ghế và thưởng thức những bản nhạc được thể hiện bởi hệ thống này. Close your eyes.
Sleep well tonight, my little angel. Stars in the sky shining so bright, my little angel. Don't you cry, my baby. It's gonna be alright. I promise to watch over you. Don't you cry, my baby. It's gonna be alright. Gonna be alright. I'll dry your eye. I'll make you smile. My little angel. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cần nhà neo đơn, bầy em chưa lớn chịu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người xa xuyên, lòng cầu mong em đâu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa liêu miên, sợ người ta đến em khóc sau bao lời trong tình yêu như thế nào. Sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Qua bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta xeo trái ngang. Nồng sâu làm sao mà chúng chưa đổ bên, biết nơi nào đục cho. Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em đến người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo mắt lượm buồn. Thấy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua sông sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không?
lontano nel tempo in cui si apre un tulipano. Foglia di amore vola lontano nel tempo in cui si apre un tulipano. Quan tâm tới bộ phối ghép này thì hãy điện ngay số hotline hoặc là vào website của Thiên Hào Audio để tham khảo chi tiết về bộ dàn này. Vậy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thiên Hào Audio để luôn đón xem về những bộ dàn âm thanh, về những bộ khuyến mại hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại.